Hello, cảm ơn các bạn trở lại mình học tiếp tục những từ mà cần thiết phải biết. Và hôm nay mình sẽ học từ 221 tới 240. Ignite là bắt lửa, đốt cháy, nhóm lửa vào. Còn ý nghĩa bóng là kích thích, kích động. Ignite. Thuốc súng đôi khi không bắt lửa. The gunpowder sometimes fails to ignite. The gunpowder sometimes fails to ignite. The gunpowder sometimes fails to ignite. Ignite là bắt lửa, đốt cháy, nhóm lửa vào. Còn ý nghĩa khác là nghĩa bóng là kích thích và kích động. Ignite. Abolish là thủ tiêu, bãi bỏ, hủy bỏ. Abolish. Chúng tôi sẽ bãi bỏ phí bảo tàng cho các bữa tiệc của trường. We will abolish museum charges for school activities, for school parties. We will abolish museum charges for school parties. We will abolish museum charges for school parties. Abolish là thủ tiêu, bãi bỏ hoặc là hủy bỏ. Abolish. Nghèo khổ, bần cùng. Indigent là nghèo khổ, bần cùng. Indigent. Một loại khác đang phát triển nhanh chóng là dân số già nghèo khó trong các dưỡng lão. Another fast growing category is the indigent elderly population in nursing homes. Another fast growing category is the indigent elderly population in nursing homes. Another fast growing category is the indigent elderly population in the nursing homes. Indigent, nghèo khổ, bần cùng. Indigent. Urban, thuộc về thành phố, thuộc về thành thị. Ở thành phố, ở thành thị. Urban. Phần lớn dân số là dân thành thị. Most of the population is an urban population. Most of the population is an urban population. Most of the population is an urban population. Urban là thuộc về thành phố, thuộc về thành thị, hoặc là ở thành thị, ở thành phố. Urban. Militia, chiến đấu, hay là người chiến đấu, chiến sĩ. Militia. Anh ấy là một chiến binh trong phong trào. He is a militia in the movement. Militia, chiến đấu, người chiến đấu, chiến sĩ. Population là dân số. Population. Đất nước này có tổng dân số là 65 triệu người. The country has a total population of 65 million. The country has a total population of 65 million. The country has a total population of 65 million. Population là dân số. Ostensible là bề ngoài là, làm ra vẻ là, nói ra vẻ là, để che giấu sự thật. Ostensible bề ngoài là, làm ra vẻ là, nói ra vẻ là, để che giấu sự thật. Ostensible.
Lý do bề ngoài cho sự vắng mặt của anh ấy là bệnh tật. The ostensible reason for his absence was illness. The ostensible reason for his absence was illness. The ostensible reason for his absence was illness. Ostensible. Ostensible là bề ngoài là. Làm ra vẻ là. Nói ra vẻ là. Để che giấu sự thật. Frank. Frank. Frank là chân thành. Ngay thẳng. Thành thật. Frank. Frank. Tôi sẽ thẳng thắn với bạn. I'll be frank with you. I'll be frank with you. I'll be frank with you. Frank. Frank là chân thành, ngay thẳng, thật, thành thật. Frank. Penitent. Penitent. Penitent là sám hối, ăn năn, hối lỗi. Penitent. 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 Cô ấy vô cùng ăn năn. She is deeply penitent. She is deeply penitent. She is deeply penitent. Penitent. Penitent là sám hối, ăn năn, hối lỗi. Penitent. Reveal. Reveal. Reveal là biểu lộ, bộc lộ ra, tiết lộ, điều bí mật. Hoặc là phát giác, khám phá. Giật bị giấu. Reveal. Reveal. Biểu lộ, bộc lộ, tiết lộ, phát giác, khám phá. Reveal. Anh ấy từ chối tiết lộ danh tính thân chủ của mình. He refused to reveal the identity of his client. He refused to reveal the identity of his client. He refused to reveal the identity of his client. Anh ấy từ chối tiết lộ danh tính của thân chủ của mình. Reveal, tiết lộ, bộc lộ, phát giác, khám phá. Pollute. Pollute làm ô nhiễm, làm nhiễm bẩn. Pollute, pollute. Đi xe đạp không gây ô nhiễm không khí. Bicycling doesn't pollute the air. Bicycling doesn't pollute the air. Bicycling doesn't pollute the air. Pollute, pollute, làm ô nhiễm, làm nhiễm bẩn. Pollute. Superficial, superficial, superficial là nông cạn, hời hợt, không có sâu sắc, thuộc về bề mặt. Superficial. Anh ấy có kiến thức hời hợt về chủ đề này. He has a superficial knowledge of this subject. He has a superficial knowledge of this subject. He has a superficial knowledge of this subject. Superficial. Superficial, nông cạn, hời hợt, không sâu sắc, thuộc về bề mặt. Superficial. Prohibit. Prohibit. Cấm, ngăn cấm. Prohibit. 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 Cấm bán đồ uống có cồn. Prohibit the sale of alcoholic beverages. Prohibit the sale of alcoholic beverages. Prohibit the sale of alcoholic beverages. Prohibit. Prohibit. Cấm, ngăn cấm. Altercation. Altercation là cuộc cãi nhau, cãi lộn, đấu khẩu. Altercation, cãi nhau, cãi lộn. Altercation. Họ tham gia vào một cuộc ẩu đả. They became involved in an altercation. They became involved in an altercation. They became involved in an altercation. 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 Cuộc cãi nhau. Cãi lộn. Đấu khẩu với nhau. Altercation.
Urgent, urgent, urgent là gấp, khẩn cấp, cấp bách. Urgent, urgent. Tình trạng này cần điều trị khẩn cấp. This condition requires urgent treatment. This condition requires urgent treatment. This condition requires urgent treatment. Urgent, urgent, gấp, khẩn cấp, cấp bách. Urgent. Coherent, coherent, coherent là dính liền, kết lại, kết hợp, chặt chẽ, mạch lạc. Coherent. Bạn không được mạch lạc cho lắm. You're not very coherent. You're not very coherent. You're not very coherent. Coherent. Coherent, dính liền, kết lại, kết hợp, chặt chẽ, mạch lạc. Adequate. Adequate. Adequate là cân xứng, đầy đủ. Tương xứng, xứng đáng, thích hợp. Thích đáng, thỏa đáng. Adequate. Adequate. Chúng tôi, hoặc là chúng ta, đã lấy đầy đủ thức ăn cho kỳ nghỉ. We took adequate food for the holiday. We took adequate food for the holiday. We took adequate food for the holiday. Adequate. Adequate là cân xứng, đầy đủ. Tương xứng, xứng đáng, thích hợp, thích đáng, thỏa đáng. Adequate. Decrease. Decrease. Decrease là sự giảm đi. Bớt xuống, giảm bớt, hạ xuống. Decrease. 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 Hôn nhân vẫn đang có xu hướng giảm. Marriage is still on the decrease. Marriage is still on the decrease. Marriage is still on the decrease. 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 Sự giảm đi. Bớt xuống, giảm bớt, hạ xuống. Decrease. Indolent, 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 không có đâu, lười biếng, buông thả, có hai ý nghĩa. Indolent, thứ nhất là không đâu, thứ nhì là lười biếng, người buông thả, indolent. Anh ấy buông thả về mọi thứ. He is indolent about everything. He is indolent about everything. He is indolent about everything. Indolent. Ý nghĩa số 1 là không đau. Số 2 là lười biếng, buông thả, không có lo. Indolent. Audible. Audible. Audible, có thể nghe được. Lời nó rõ ràng, nghe rõ. Audible. Audible. Âm nhạc hầu như không nghe được. The music was barely audible. The music was barely audible. The music was barely audible. Audible. Audible là có thể nghe được, lời nói rõ ràng, nghe rất rõ. Audible. Audible. Cảm ơn thời gian của các bạn và Hạnh sẽ gặp các bạn trong bài học kế tiếp. Bye bye.